Nghe nói là cây cà gai leo có tác dụng giải rượu và có tác dụng bảo vệ gan. Vậy xin hỏi là tôi uống rượu nhiều hàng ngày thì nên sử dụng cây cà gai leo như thế nào cho hợp lý ạ? À, xin được mời thầy thuốc ạ. Trước hết là tôi khuyên bạn, nếu như bạn uống rượu hàng ngày thì nên là giảm bớt, là vì rượu nó không có cái tốt gì cho sức khỏe. Nhưng mà cái cà gai leo này thì nó cũng có một cái tác dụng là nó giúp cho cái người uống rượu, là vì nó có khả năng là giải nhiệt, giải độc. Cho nên là uống rượu vào thì thường ra thì có cái độc tố về khi cồn nó vào trong người, nó phân hủy ra các cái thành phần, nó có rất rất độc hại cho gan. Thế và khi mà đã độc hại như thế thì nó không lợi cho tế bào gan, và cái cà gai leo này thì nó lại giúp cho cái việc là làm bảo vệ cái tế bào gan, làm cho cái chức năng gan nó tốt hơn, về cái men gan nó tốt hơn. Rồi cái rượu, uống nhiều rượu thì nó cũng gây ra một cái bệnh xơ gan, thì cà gai leo này sẽ giúp cho cái việc là hạn chế được cái tốc độ xơ gan. Cho nên là tôi khuyên bạn là trước hết nếu bạn bỏ được rượu là vẫn là tốt nhất. Còn trong cái trường hợp mà còn uống nhưng mà giảm được cái liều lượng thì có thể là uống cái cà gai leo để cho nó hạn chế bớt các cái độc của rượu đối với cái người, đối với gan. Dạ vâng, xin được cảm ơn những tư vấn vừa rồi đến từ thầy thuốc Nguyễn Thượng Dong. Thưa quý vị, thưa bà con, và ngay lúc này thì chúng tôi đã tiếp nhận được tín hiệu của một cuộc gọi trực tiếp, một khán giả đang được chờ kết nối với chương trình. Alo, VTC16 xin nghe ạ. Alo, xin chào khán giả ạ. Khán giả có nghe rõ chương trình hay không ạ? Alo ạ. Vâng, rất là tiếc khi chương trình đã không tiếp nhận được tín hiệu từ khán giả, với hy vọng là trong ít phút tiếp theo khán giả sẽ gọi lại với chương trình để được gặp trực tiếp Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thượng Dong. Dạ vâng ạ, khán giả có nghe được chương trình hay chưa ạ? Dạ vâng ạ, tôi nghe thấy rồi ạ. À, dạ vâng, chúng tôi đã kết nối được tín hiệu với khán giả. Xin mời khán giả có thể giới thiệu họ tên, địa chỉ của mình và sau đó là đặt câu hỏi tới thầy thuốc Nguyễn Thượng Dong ạ. Dạ vâng, xin chào chương trình. Tôi là Ánh ở Hòa Bình. Dạ vâng ạ. Tôi có một câu hỏi muốn hỏi là tôi thấy nói là cà gai leo uống vào thì sẽ mát gan, chữa trị mụn và mẩn ngứa. Xin hỏi là những đối tượng nào thì có thể dùng sản phẩm trà gai leo? Hiện thì tôi cho con gái uống trà gai leo để trị mụn thì có được hay không? Nếu được thì xin hỏi là liều lượng và cách dùng cây dược liệu cà gai leo này như thế nào ạ? À, dạ vâng ạ, như vậy là vị khán giả này thì muốn sử dụng cây cà gai leo trong việc là làm đẹp đúng không ạ? À, xin được mời Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thượng Dong sẽ tư vấn ạ. Cái đẹp của phụ nữ là đôi khi nó cũng do cái ảnh hưởng của cái gan. Nếu như mà gan là bị cái chức năng gan nó kém đi thì lúc bây giờ là nó có cái hiện tượng nó gây mẩn ngứa trên da. Thế và khi mình sử dụng cái cà gai leo thì nó giải độc được, cho nên là nó làm cho cái bớt các cái mụn nhọt ở da. Và chính cái cà gai leo mà uống cái cà gai leo vào ấy, thì nó cũng giúp cho cái việc là cái làm cho cái sắc da và những cái ta gọi là cái khuyết tật ở trên da nó đều được hạn chế, giống như là mụn nhọt. Cho nên là bạn có thể trong những cái trường hợp như thế thì bạn có thể sử dụng cái cà gai leo. Thì ở đây có thể có hai sử dụng bằng hai cách. Một là bạn có thể thu cái cà gai leo về phơi khô, xong đấy là sắc như là thuốc bắc ấy. Sau đấy là cho uống thì mỗi lần khoảng độ 30 gram. Sắc lên một bát sắc và lấy lên một bát nước, bát cái nước sắc của thuốc thì lúc bây giờ uống hàng ngày. Nhưng mà bây giờ nó tiện hơn một chút là bây giờ ngoài thị trường nó có các loại như là trà túi lọc, người ta đã sản xuất bằng từ cái cà gai leo, cho nên là có thể sử dụng cái các cái dạng trà túi lọc về và chỉ việc là cho nước sôi vào và trong vòng khoảng độ 15 phút thì có thể là sử dụng được luôn. Thì những cái đó nó cũng hạn chế bớt những cái mụn nhọt đối với những cái người mà do cái gan, cái chức năng gan nó bị kém mà nó gây ra cái mụn nhọt ở trên da. Dạ vâng, xin được cảm ơn những tư vấn vừa rồi đến từ Phó giáo sư tiến sĩ. À, và thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã tiếp nhận được một câu hỏi khác, câu hỏi đến từ khán giả Nguyễn Văn Tuấn ở Hòa Bình thông qua số điện thoại là 0987, ba số cuối là 975. Anh Tuấn có hỏi như sau: xin hỏi mật độ và cách trồng cây cà gai leo. Vâng, và để có thể giải đáp cho thắc mắc này đến từ anh Tuấn, chúng tôi xin được mời anh sẽ tham khảo về cách trồng cây cà gai leo qua clip ngay sau đây. Diện tích 1,5 hecta cần lên luống để trồng cà gai leo, chiều ngang luống 1 mét, rãnh 30 cm. Sau khi lên luống cần bón phân chuồng hoai mục và phủ màng phủ nông nghiệp lên mặt luống.
khi trồng cây, trồng hai hàng chính giữa luống, cây cách cây 30 cm. Dạ vâng ạ, hy vọng là qua những hình ảnh vừa rồi thì anh Tuấn cũng đã hiểu thêm về cách để trồng được cây cà gai leo phải không nào? Và tiếp theo sẽ là một câu hỏi khác đến từ khán giả Trần Mai Hương ở Ninh Bình. Khán giả có số điện thoại là 0912 3 số cuối 557 với nội dung câu hỏi như sau. Quả của cây cà gai leo thì có ăn được hay không? Và có người nói là ăn quả cà gai leo có thể dẫn tới chết người. Vậy điều đó có đúng hay không? Chúng tôi xin được mời Phó Giáo sư Tiến sĩ có thể giải đáp ạ. Câu hỏi này theo tôi thì mọi người cũng nên ghi nhớ cái này. Cái quả cà gai leo ấy thì người ta chỉ sử dụng để lấy hạt và để gieo làm cái mọc để cho nó mọc thành cái cây con và sau đấy đưa ra trồng. Thế còn không nên ăn cái quả cà gai leo là vì cái hàm một cái lượng glycogen caloid nó tập trung vào trong cái quả cà gai leo rất là cao. Cho nên là cái này ăn quả thì là nó không có lợi. Cho nên là trong nông nghiệp thì người ta phải thu cái để muốn thu cái quả mà để làm giống đi thì người ta phải để chậm lại thêm khoảng độ 2 tháng. Khoảng độ tháng 7 thì lúc bây giờ thường người ta thu các cái dược liệu về để làm thuốc. Lúc bây giờ là cái mùa hoa, mùa quả mới vừa ra. Nhưng mà để cho quả nó chín thì vào khoảng độ tháng 9 tháng 10 thì lúc bây giờ người ta thu cái quả đó về để mà làm lấy hạt để sau này gieo cho cái thời vụ năm sau. Cho nên cái hạt cà gai leo đấy phần lớn là người ta sử dụng cho cái để nhân giống, còn không nên ăn cái quả cà gai leo. Dạ vâng, như vậy là chúng ta không nên ăn quả cà gai leo mà chỉ nên để dùng để nhân giống cho các vụ tiếp theo đúng không nào? Dạ vâng. Và ngày hôm nay thì tổng đài 1900-6145 của chúng tôi cũng đã tiếp nhận được một câu hỏi khác. Câu hỏi đến từ khán giả Nguyễn Thị Loan ở Hà Nội với nội dung như sau. Xin hỏi là thời điểm nào có thể thu hoạch cây cà gai leo để cho được dược tính tốt nhất? Xin được mời thầy thuốc có thể giải đáp câu hỏi này. Như tôi đã nói, cà gai leo thì người ta trồng thường vào khoảng độ tháng 2, tháng 3. Nhưng mà cái dược liệu thì có thể thu được quanh năm. Thu quanh năm ở đây ý là cái vụ vào khoảng độ tháng 5, tháng 6 lúc bây giờ có thể thu được, tháng 7, tháng 8 cũng có thể thu được và sau đấy khoảng độ tháng 10, tháng 11 cũng có thể thu được. Thế nhưng mà cái thời vụ mà thu mà cho cái hàm lượng hoạt chất cao nhất thì nó là vào khoảng độ tháng 6, tháng 7. Lúc bây giờ cái cây nó mới vừa ra hoa và bắt đầu cái hình thành các cái quả. Thì dược liệu thường những cái lúc mà cây bắt đầu ra hoa kết quả thì lúc bây giờ là cái hàm lượng hoạt chất là cao nhất. Cho nên thu thì có thể thu được quanh năm nhưng mà tốt nhất là vào khoảng độ tháng 7. Dạ vâng, xin được cảm ơn câu trả lời vừa rồi đến từ thầy Nguyễn Thượng Dong. Và thưa chị Loan, để có thể giúp chị hiểu rõ hơn về cách thu hoạch cây cà gai leo, chúng tôi tiếp tục mời chị theo dõi phóng sự ngay sau đây. Từ tháng thứ 3 trở đi, cây cà gai leo chuẩn bị đến thời điểm thu hoạch. Các cô bác chị đang thu hoạch cà gai leo ạ? Chào em, bên chị hôm nay thu hoạch cà gai. Em có thể thu hoạch cùng với mọi người không ạ? Nếu em muốn thu hoạch với mọi người ấy thì em nhìn này, bọn chị phải đeo găng tay. Khi mà mình thu hoạch cà gai leo thì mình có cần phải đạt những cái tiêu chuẩn nào không ạ? Mình nên thu hoạch trước khi nó ra quả. Đấy, trước khi ra quả nó sẽ tốt nhất. Thứ nhất là dinh dưỡng nó sẽ cao này, dược tính rất là nhiều này. Cái thứ hai là cái quả ấy sẽ được độc. Nên là khi mình phải thu trước khi có quả. Phải chọn những ngày nắng ráo thì mình phơi thì nguyên liệu nó sẽ thơm, nó sẽ đảm bảo hơn, nó không bị mốc. Đối với thu hoạch dược liệu ấy thì cần phải lưu ý cái thời điểm thu hoạch rất là quan trọng. Cà gai leo có thể cho thu hoạch từ 3 đến 4 lứa một năm, mỗi lứa cho thu từ 100 đến 120 kg khô một sào. Tất cả đều trở thành nguyên liệu cho sản xuất chế biến các loại trà thảo dược.